Đây là mình làm cái món này để cho gia đình nhà mình ăn thôi. Còn các bạn mà muốn làm để bán ấy thì các bạn phải làm kỹ hơn một tí. Đây là mình làm chỉ cho gia đình ăn. Đây là mình chỉ làm cho gia đình nhà mình ăn thôi. Thì các bạn biết tại sao mình phải trộn bột này ra, đánh bột nước không? Thì khi các bạn đánh bột nước ấy, các bạn nhúng khoai vào ấy, nó mới dính được thì nó sẽ ngon hơn. Còn một số người người ta dùng bột khô, bột khô khi tức là khoai người ta làm xong rồi, làm sạch sẽ xong người ta sẽ dùng bột khô, thế thì nó không ngon. Còn đây là mình dùng bột này là bột mình sẽ dùng cái bột nước này, nó không phải nước ướt quá, nó vừa vừa thôi. Các bạn chiên nó sẽ ngon hơn rất nhiều nhiều. Rồi, thế là bột mình đã xong, khoai mình đã xong, bột đã xong. Và bây giờ mình sẽ cho lên bếp các bạn nhá. Chúng ta sẽ đảo cho nó đều khoai lên nhé. Bạn nào mà muốn bán khoai này cũng như là muốn kinh doanh khoai ấy, thì các bạn sẽ liên hệ với tôi. Tôi sẽ chỉ cho cách pha chế bột. Một loại bột đặc biệt. Miếng một thôi nhé các bạn, đừng có cho nhiều quá là không có được, nó sẽ dính. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Hôm nay cuối tuần thứ bảy chúng tôi chẳng có cái việc gì làm, anh em chúng tôi chiên món khoai lang. Khoai lang thì nó có nhiều kiểu chiên, người chiên bột khô, người chiên bột ớt, tôi thì phải chiên bột ớt. Bởi vì chiên bột ớt thì các bạn ăn nó sẽ giòn miếng khoai hơn, nó sẽ không bị tiểu. Và đặc biệt chúng ta phải có cái loại bột đặc biệt nữa. Các bạn bột đặc biệt đấy, các bạn phải biết pha chế bột thì khi chúng ta chiên cái bột nó cũng giòn và khoai nó chín, nó vẫn còn giữ được nước của khoai thì ăn nó sẽ giòn và ngọt khoai. Rồi bây giờ là mẻ cuối cùng của anh em chúng tôi này, các bạn nhìn thấy nào.